Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay thì với chiếc khẩu trang đã qua sử dụng như thế này thì thường các bạn sẽ vứt đi đúng không ạ? Mình hôm nay sẽ tận dụng và sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hình bông hoa từ chiếc khẩu trang thải ra rồi nhé. Đây, chúng ta cùng quan sát nào. Đây là chiếc khẩu trang của mình bị hỏng dùng rồi nè. Đầu tiên các bạn sẽ cắt rời cái chiếc khẩu trang này ra cho mình. Đấy, ta cắt dây đi nha. Cắt phần dây bỏ đi nè. Theo bên này các bạn cắt ra. Mình sẽ cắt đoạn này chứ, cái đoạn mà có cái dây thép đoạn mặt trên ấy ạ. Các bạn sẽ cắt cho mình cái đoạn đấy nhé. Đấy. Từ cái này mình sẽ cắt tạo thành nhụy hoa, nên là các bạn sẽ cắt dọc cho mình. Cắt tạo thành các cái cánh bé này. Đấy, các bạn cứ cắt các cái cánh bé như thế này. Đây. Sau đấy các bạn sẽ dùng băng dính hai mặt các bạn dán vào đây cho mình. Dán một cái đường thẳng mà mình chưa cắt đấy ạ. Đấy, chúng ta sẽ bóc cái phần hai mặt đấy ra. Các bạn sẽ dùng cái que các bạn quấn nó vào nhá. Vậy là mình đã có ngay một cái phần nhụy hoa rất là xinh xắn rồi phải không? Chúng ta cùng thực hiện cắt hình bông hoa nhé. Đây, bông hoa thì các bạn cắt từ khẩu trang này thôi. Các bạn sẽ cắt rời ra. Đây. Các bạn sẽ gập đôi cái hình vuông này vào cho mình. Sau đó các bạn cắt. Chúng ta cắt cái cánh nó tương đối to một chút nhé. Các bạn sẽ dùng băng dính hai mặt và các bạn dán vào một đường ở đây cho mình. Và đường chân đấy. Đây. Chúng ta cố định và chúng ta dán vào bông hoa.
Đây. Ta bắt đầu cuốn nha. Bạn cuốn bình thường thôi. Như vậy là mình đã có ngay một bông hoa từ chiếc khẩu trang đã qua sử dụng, rất là hữu ích phải không các bạn, mà lại còn đơn giản và dễ làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Đấy, đây là bông hoa từ khẩu trang đã qua sử dụng này. Các bạn có thể sử dụng thêm nhiều cách khác nhau nhé. Tạm biệt các bạn.